nè. Ôi con sợ. Quá nữa cái bà cứ xuống trong mũi.
dỡ cái nón lên. Cười lên coi mặt nhăn quéo à. Cười lên. Đi ra đi đường này không anh? Đi ra nè, đi ra nè. Yeah.
Đi làm tôi khác không? Nè. Chế kéo khẩu trang xuống. Để nhẹ cái bài vô tàu luôn.
Cười lên chị, quay phim chụp hình kìa chị. Cái đồ lắm kìa, bây giờ cái đồ lắm như hồn. Cười lên quay phim chụp hình kìa. Em nè, em nè. Cười lên chị, nó đang quay phim kìa. Đó, quay đi. Rồi lên mấy đứa. Lên. Cái kia buồn chị. Rồi lên. Trời đạp có chút xíu mà mệt. Không, cái xe này nó nặng, phải như con vịt ở Đà Lạt nó nhẹ. Con chỉ còn một con vịt như thế này. Ủa, còn hai người. Hả? Cho lại cái chào quay quay lại đi. Trời ơi. Trời đất má, cái chào ngồi ghế phải cái chào quay ở trên cái xe cầu lửa sao tắt cho tắt. Ừ, đổi con vịt đi ha. Cái đó nó còn nặng hơn nữa. Có, con vịt kia nó bằng nửa con vịt này à. Con vịt thì nó bự quá. Trời có nặng. Cái này là gia đình. Ok. Đây, ông anh. Thấy chưa? Thấy? Thấy chưa? Cậu anh. Đây. Rồi.